Mình tự hào khi được sinh ra và lớn lên ở nơi đất tổ Vu. Và đây là năm thứ 3 mình tham gia hoạt động tình nguyện tại khu di tích lịch sử Đền Hùng. Trên khắp các nẻo đường, bất cứ khi nào du khách thập phương cần giúp đỡ thì chúng tôi sẽ luôn luôn có mặt. Bằng sự nhiệt huyết và sức khỏe của người trẻ, chúng tôi sẽ cùng nhau nỗ lực hết sức mình, cùng chung tay xây dựng một lễ hội văn minh để có thể ghi lại ấn tượng tốt đẹp nhất trong lòng bạn bè và du khách thập phương khi về tới khu di tích lịch sử Đền Hùng. Hành trình thành công!